Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay bên Khoa là giới thiệu cho các bạn những cái mẫu xe sedan 5 chỗ có mặt tại Toyota Tân Cảng ha các bạn ha. Thì hôm nay thì tại Toyota Tân Cảng bên Khoa rất là nhiều mẫu xe sedan 5 chỗ cho các bạn chọn lựa luôn. Có rất là nhiều mẫu từ phân khúc hạng B cho tới phân khúc C là như Camry ha các bạn ha. Thì sau đây Khoa sẽ đi vào chi tiết một cái xe Vios số tự động đời 2019 cho các bạn xem. Thì mời các bạn theo dõi cái clip của Khoa nha các bạn. Đây các bạn ha, trước mắt Khoa là một mẫu Camry, một mẫu Vios đời 2019. Đó, xe thì đi được khoảng 87.000 cây số rồi. Đăng ký biển số tại Bình Dương nha các anh chị ha. Thì xe có màu ngoại thất là màu đỏ. Thì xe này rất là thích hợp cho những chị em phụ nữ nào mà mua một cái xe nhỏ gọn đi trong thành phố. Đầy đủ tiện ích, tiện nghi đó, và độ an toàn phải nói là rất là đảm bảo cho các anh chị. Và quan trọng hơn nữa là về Toyota, anh chị chọn dòng xe Toyota thì về máy móc, khung gầm, rồi tất cả các hệ thống rất là an toàn và rất là tin tưởng cho anh chị khi sử dụng. Đó, một chiếc xe phải nói là mang của thương hiệu gọi là sự bền bỉ, không lỗi thời, rất là hợp thời trang cho các anh chị, các chị em phụ nữ ha. Thì mẫu Vios này thì đi được 87.000 nhưng mà chủ xe giữ gìn khá là kỹ ha các anh chị. Đó, xe thì phía ngoại thất phải nói là rất là còn bóng bẩy, động cơ cho tới nội thất thì phải nói là không có gì để chơi ha các anh chị ha. Đó, 2019 đi 87.000 thì xe này cũng đi tương đối là nhiều, nhưng quan trọng là chi tiết là bảo dưỡng bảo hành trong hãng đầy đủ hết. Đó, xe này cũng là của một bạn nữ làm tại ngân hàng Vietcombank anh chị ha. Đây lớp mòn thì bên Khoa đã cho thay hai lớp rồi ha anh chị. Đó, khi mua xe về tại Toyota Tân Cảng bên Khoa thì cũng kiểm tra tất cả các hạng mục của xe cho đảm bảo mình khi sử dụng coi cái xe mình có cần lưu ý những cái điểm gì không, như là phuộc nè, hoặc là động cơ, hộp số, nhớt nhau đồ ha. Bên Khoa cho kiểm tra và thay hết đầy đủ cho các anh chị. Đó, thì thật sự đến với Toyota Tân Cảng là anh chị mua một cái xe là an tâm về độ tin cậy, như là đâm đụng ngập nước anh chị ha. Đó, hiện nay những cái dòng sedan đó, anh chị rất là sợ xe mua xe bị ngập nước, nhưng bên Khoa vẫn cam kết cho anh chị là xe này là đảm bảo không tai nạn, không ngập nước nha anh chị ha. Đó, sùng chỉ keo còn nguyên hết nha anh chị, vỏ phía sau nè, cái vỏ này thì khách đã thay rồi nên còn rất là khá là dày nha anh chị ha. Đó, thì Khoa cũng bung cái cốp ra ha anh chị, chứ không phải là cốp hở nha. Chị thấy không, phía sau ký hiệu là Vios G nên anh chị vẫn có dãy đèn led phía sau nhé. Đây phần cốp sau đây anh chị, cái này là lúc trước khách nó có bọc một cái lớp bằng da lên cái áo ghế cho cái ghế nó sạch đó anh chị. Đó, thì sau này anh chị mà muốn sử dụng thì anh chị cứ lấy ra xài thôi, còn không thì bên Khoa sẽ vứt cho anh chị ha. Đó, có khay để hành lý đầy đủ hết luôn. Cái này là những cái bộ phận bên Khoa về kiểm tra thay cái lọc và bên Khoa để đó, chưa có dục thôi. Đây, sùng bọng cốp keo chỉ là còn nguyên hết luôn. Đây phần gầm anh chị ha, đó rất là sạch sẽ luôn, rất là sáng anh chị ha. Đây là một mẫu xe nhỏ gọn đó. Cái này sùng bọng lên chị. Đó thì cũng như Khoa hồi nãy Khoa có quay cho anh chị là có xe này họ bọc một cái lớp da phía ngoài nên đâm ra là cái lớp da phía trong còn rất là mới, còn rất là đẹp, sạch đẹp luôn. Đó, nó như một cái xe mới các anh chị ha. Và được bên Khoa vệ sinh theo công nghệ của Nhật nên đâm ra xe phải nói khá là đẹp như một cái xe mới nha anh chị, mặc dù xe đi cũng 87.000 rồi. Đó, về vấn đề thước lái cũng như tất cả về động cơ, hộp số bên Khoa cũng kiểm tra hết nên đâm ra anh chị cứ yên tâm khi lên xem xe và mua xe tại Toyota Tân Cảng bên Khoa thôi. Đó, xe cũng có trang bị đầu DVD anh chị ha.
Thì xe này là cũng xài công nghệ là chìa khóa thông minh anh chị. Đây. Đó. Điều hòa nhiệt độ tự động luôn anh chị ha. Xe cũng có hệ thống cân bằng điện tử nè, rồi cả cảm biến sau anh chị ha. Đó, cho những chị em nào mà phụ nữ mà mình đi xe mình không rành á, khi mình ve xe anh chị thì nó sẽ báo lên tiếng động khi rừng tới vực va chạm phía sau nhé. Phía trước thì cũng dãy đèn led ban ngày nè, nó cụm đèn Rosetter anh chị ha, rất là sáng luôn. Thì chiếc xe này thì bên khoa đó vệ sinh theo công nghệ Marukuri của Nhật Bản rồi, nên ra đâm ra là động cơ phải đó còn rất là đẹp, rất là mới nha anh chị đó, rất là sạch luôn. À, khung treo cách nước anh chị thấy không, còn nguyên vẹn hết đó. Sùng bọng rồi keo chỉ là còn nguyên nha anh chị ha. Rồi, để Khoa đóng lại. Rồi thì Khoa cũng xin nhắc lại, đây là mẫu Vios số tự động đời 2019. Xe đi được 87.000 thì bên mình đang rao bán với mức giá là 483 triệu cho mẫu Vios số tự động 2019 này. Anh chị nào có nhu cầu quan tâm hãy lên Toyota Tân Cảng bên mình xem xe ha. Còn nếu như anh chị không thích màu đỏ thì bên Khoa cũng đang có một chiếc màu trắng cũng số tự động luôn, đời 2020. Thì xe này đi ít hơn là khoảng 16.000 km. Thì bên mình đang bán là 542 triệu. Cũng là Vios G số tự động nha anh chị ha. Rồi thì cảm ơn các anh chị đã theo dõi clip từ nãy giờ. Và xin hẹn gặp lại các anh chị trong một clip khác nhé.